khoảng 200 người có thể đã bị chôn vùi trong một vụ sạt lở bờ sông xảy ra tại một cảng ở bang Amazonas phía tây bắc của Brazil. Theo lực lượng cứu hỏa địa phương, thì một phần đất nền của bến cảng nằm bên bờ sông Amazon đã bị sạt lở vì lý do chưa xác định. Mặc dù là đang trong quá trình xây dựng, nhưng cảng này đã hoạt động như một điểm vận chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực. Tại thời điểm xảy ra sạt lở, ước tính có trên 200 người đang xếp dỡ hàng hóa tại đây. Lực lượng cứu hộ đã trục vớt được các mảnh vỡ từ thuyền, đường ống, nhà cửa và xe cộ bị trôi xuống sông. Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục diễn ra và theo các chuyên gia, vụ lở đất có thể liên quan tới tình trạng xói mòn bờ sông do hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn bộ vùng Amazon.